Con muốn chia sẻ với Thầy một điều. Con muốn nói với Thầy để cho nhẹ bớt cõi lòng. Ngày trước nhà con rất khá giả, ba mẹ thì lo làm ăn từ sáng đến tối. Lúc đó con tìm bữa cơm gia đình thật khó. Đó cũng là thời gian mà ba mẹ ít quan tâm đến con nhất. Con thấy chán nản, dẫn đến bỏ học, rồi theo chúng bạn tập trung chơi bời, cờ bạc, cá độ, đua xe, môn nào cũng có. Lúc đó con nghĩ rằng ba mẹ có tiền nên mình thoải mái tiêu xài, bạn bè thì tác động, cứ mãi buông thả và phung phí. Đến khi nợ nần chồng chất, ba mẹ bán cả tài sản cũng không đủ trả. Giờ ngồi nghĩ lại, con ân hận lắm Thầy. Ba mẹ con sau đó chịu không nổi cú sốc nên bệnh và từ bỏ con ra đi. Con muốn lấy mình làm tấm gương đen tối để nhờ Thầy nhắc nhở những bạn trẻ đừng như con mà hối hận suốt đời. Con kính cảm ơn Thầy. Thưa, đây là lời tâm tình rất là hay. Có những bậc làm cha làm mẹ rất khổ tâm vì có thể lo lắng cho con tiền, lo lắng mua sắm cho con tất cả những thứ mà con muốn, con thích, nhưng không dạy được con. Vì sao? Có những người làm cha làm mẹ họ nghĩ rằng mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực làm việc để kiếm tiền. Mình chấp nhận chịu khổ, mình chấp nhận đời mình lam lũ để kiếm thật nhiều tiền, để dành đó cho con của mình, để con của mình sau này nó không phải vất vả, nó không phải khổ sở, nó có một đời sống sung sướng. Chính vì ý nghĩ như vậy cho nên những người làm cha làm mẹ dành hết thời gian cho công việc, không quan tâm đến hạnh phúc gia đình, không quan tâm đến chuyện gần gũi và nuôi dạy những đứa con của mình. Hơi ấm của gia đình nó dần dần nguội lạnh. Có khi cả một tuần vợ chồng, con cháu không ngồi ăn được một bữa cơm với nhau. Có thể 5-7 ngày con mới có thể gặp cha, gặp mẹ một lần, hoặc là hỏi cha mẹ một câu. Nhưng rồi vì quá mệt mỏi với công việc ở công ty, ở xí nghiệp, ở cơ quan, cho nên về đến nhà là lăn lên giường ngủ, cũng không có thời gian để dạy, để nuôi dưỡng, để chia sẻ những nỗi niềm của những đứa con. Đó chính là lúc mà các vị khiến cho những đứa con của mình cảm thấy thiếu vắng tình cảm của cha mẹ nhất. Nó nghĩ rằng cha mẹ không còn thương, thế cho nên bất mãn, không lo học tập, không lo làm ăn, bắt đầu tụ tập bạn bè để chơi bời, để hút sách, để đàn điếm, để đua xe, để cá độ. Cái lỗi của đứa con không thể quy hết cho nó là do nó hư thì nó phải chịu, mà cái lỗi của đứa con bắt nguồn từ những bậc làm cha làm mẹ đã không dành thời gian quan tâm và không dạy dỗ con đúng cách. Có những người làm cha làm mẹ, họ kiếm nhiều tiền và thi họ thấy con của họ đòi cái gì, muốn cái gì, họ
mặc tình vung tiền ra mua sắm để cho con mình được vui. Và họ thấy những đứa con của mình có khi nó ăn nói cọc cằn hỗn hào với họ, họ cũng không dạy bảo nó, họ cũng không nhắc nhở đó nó là sai. Để rồi sau này nó lớn lên một chút, nó tiếp xúc với mọi người, nó đối diện với xã hội, nó vẫn dùng cái tính cọc cằn của nó để giao tiếp với mọi người. Và tất nhiên ngu tầm ngu, mã tầm mã, cái xấu thì nó sẽ kéo theo và chơi chung với những người xấu. Tất nhiên nó không tốt thì nó sẽ chơi với những đứa bạn không tốt, và rồi dần dẫn đến những tệ nạn. Đó là một điều đáng tiếc mà cũng là đáng trách cho những bậc làm cha làm mẹ chỉ mãi chăm bẩm để kiếm tiền cho con. Thế cho nên với Minh Thiện thì nghĩ rằng chúng ta có thể lo cho con của mình ở một mức độ tiện nghi cho phép vừa phải thôi. Và những điều nó đòi hỏi, nó yêu cầu, chúng ta thấy việc gì cần đáp ứng thì đáp ứng, còn không cần là phải cự tuyệt, nói là không. Cái quan trọng hơn hết là chúng ta phải dạy nó được đạo đức sống làm người. Ở trường học bây giờ dạy kiến thức thì nhiều, dạy đạo đức cũng có nhưng ít. Mà bạn bè ở cái lứa tuổi nhỏ đó, nó không dạy nhau những điều tốt, nó không khuyên bảo nhau những điều tốt, mà nó chỉ tập trung để dạy nhau những điều tồi tệ, để dẫn đến những tệ nạn trong trường học, trong gia đình và xã hội thôi. Vì vậy trách nhiệm của người làm cha làm mẹ bao giờ cũng đi đầu. Người cha người mẹ chính là vị thầy vị cô để hướng dẫn dạy bảo con mình một cách thiết thực nhất. Đừng đổ lỗi cho nhà trường, đừng đổ lỗi cho thầy cô giáo là tại sao không dạy được con tôi. Vì nếu như ta đổ lỗi cho nhà trường, đổ lỗi cho thầy cô giáo, thì người khác sẽ đặt câu hỏi: ông làm cha, bà làm mẹ, không dạy được con của ông, của bà thì làm sao chúng tôi dạy được. Thế cho nên trách nhiệm đầu tiên vẫn là ở cha mẹ. Cho con tiền không bằng cho con kiến thức, cho con tiền không bằng cho con đạo đức, cho con kiến thức, cho con kỹ năng sống thì tự nó sẽ nuôi sống được bản thân nó, nó sẽ nuôi sống được gia đình nhỏ của nó sau này. Cho con đạo đức tức là cho con được sự bình an trong đời sống, vì người có đạo đức sống và làm việc ở đâu cũng được người ta mến, người ta thương. Thế cho nên tôi khuyên những bậc làm cha làm mẹ hãy cho con mình kiến thức, cho con mình đạo đức, hơn là cứ mãi vung vén cho con mình tiền mà thiếu kiến thức, thiếu đạo đức. Đây là một tấm gương. Bên cạnh đây thầy cũng khuyên luôn những bạn trẻ, tương lai của chúng ta còn rất sáng, còn rất dài. Chúng ta sẽ trở thành những người thành đạt, chúng ta sẽ trở thành những doanh nhân giàu có, những vị nguyên thủ quốc gia, chúng ta sẽ trở thành kỹ sư, chúng ta sẽ trở thành bác sĩ, trở thành những người có ích cho xã hội. Với điều kiện trong hiện tại chúng ta cố gắng nỗ lực học tập, cố gắng trau dồi bồi bổ thêm cho mình kiến thức, cho mình kỹ năng sống và làm việc. Đừng bỏ thời gian để tụ tập, để chơi bời, để đua đòi, để làm những việc mà cha mẹ phải đau khổ, xã hội phải lên án. Tương lai trong bàn tay của chúng ta, số phận của chúng ta, chính chúng ta phải là người quyết định. Cha mẹ, xã hội và cuộc đời không thể quyết định thay cho chúng ta. Thế cho nên thầy cầu chúc cho tất cả những người trẻ sẽ có tương lai tươi sáng, trở thành những người hữu ích cho xã hội sau này.
Thầy cho con hỏi, ba mẹ con mất, con có nghe quý thầy dạy niệm Phật tụng kinh thì cha mẹ được siêu thoát. Con không có điều kiện đọc ra tiếng vì con ở nhà trọ sợ làm phiền người bên cạnh, hơn nữa ở nhà trọ cũng không có bàn Phật, cho nên con chỉ đọc kinh thầm và niệm Phật thầm ở trong tâm thôi, như vậy có được không? Xin thưa được, rất tốt, rất tốt. Có những Phật tử có được phước lành, có nhà, có cửa, cho nên có nơi thờ tự Tam Bảo rất là trang nghiêm để mình dành thời gian. Mỗi lần mình rảnh rỗi mình lên, mình thắp một cây hương rồi mình lễ Phật, mình ngồi đó mình tụng thời kinh, hoặc mình niệm Phật, hoặc mình tọa thiền, hoặc là mình trì chúc. Nhưng cũng có những hoàn cảnh, những Phật tử chưa đủ phước lành, cho nên rồi phải ở nhà thê, ở phòng trọ, thì chuyện thờ phượng Tam Bảo nó cũng rất là khó khăn, rất bất cập. Rồi phải tụng kinh niệm Phật sợ ảnh hưởng đến người khác, vì vậy mà niệm thầm, tụng thầm. Thì xin thưa tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường của chúng ta mà chúng ta thực hiện sự tu tập có khác. Nên thưa, tụng ra tiếng hay niệm thầm đều được hết. Nhưng cái quan trọng là khi tụng, khi niệm, chúng ta thành kính đối với tiếng kệ lời kinh, chúng ta thiết tha với câu thần chú, với câu niệm Phật, thì được cái phước, cái đức rất là lớn. Thông qua đây tôi cũng khuyên, vì chính bản thân tôi thấy có một số Phật tử nhà thì có bàn thờ Tam Bảo cũng rất trang nghiêm, nhưng rồi có khi cả tuần lễ không bước lên trên bàn thờ thắp được cho Phật cây hương, không cúng cho Phật được bông hoa, cũng chẳng có một cái trái cây nào nữa, để chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cũng có một số Phật tử họ thờ phượng Tam Bảo, họ thờ để cho có, để đó mà thôi, chứ thật sự không có lòng thành kính, không thiết tha. Vì vậy mà tôi khuyên rằng chúng ta đã là Phật tử, đó là cái phước, cái đức rất là lớn. Đã có nhà, đã có nơi thờ tự Tam Bảo, thì chí ít, ít nhất mỗi một ngày cũng phải thắp được một cây hương, lễ Phật được ba lễ, đó là ít nhất. Bận biểu mấy thì tôi nghĩ thắp một cây hương, lễ Phật ba lễ, nó mất một phút đồng hồ thôi, không nhiều đâu. Nếu như chúng ta không làm điều đó, kiếp sau chúng ta không có duyên gặp Tam Bảo nữa đâu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất là tán thán khích lệ những Phật tử mà không có điều kiện, không có nhà, không có cái bàn thờ Tam Bảo đó, mà vẫn giữ tâm tu tập. Thì thưa với các vị, phước đức các vị rất là lớn, vẫn cứ như vậy mà tu tập. Đừng có thối tâm, đừng nghĩ rằng phải ngồi trước bàn thờ, phải ngồi trước Phật mới tu được. Chính lúc các vị thành kính, các vị thành tâm, đó là lúc các vị đang ngồi trước Đức Phật, đang ngồi trước Pháp thân của Phật rồi. Không có bàn thờ, không có Tam Bảo thì các vị vẫn là người đang đối diện trước Phật, nên hãy cố gắng tinh tấn. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe, và chúng ta xin nghỉ tại đây.